Hạng mục xây dựng dòng xoay tại nút giao IC1 trên quốc lộ 1A là hạng mục cuối cùng để tiến tới thông xe cầu Trần Hoàng Na vào dịp lễ 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 1 tháng 5 năm nay, đang được các đơn vị thi công tập trung khẩn trương. Gói thầu xây dựng nút giao IC1 trên quốc lộ 1, đoạn ngã tư bến xe trung tâm Hưng Phú, khu đô thị Hồng Loan và đường dẫn cầu Trần Hoàng Na, do Ban Quản lý ODA thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư với kinh phí xây dựng gần 80 tỷ đồng. Theo thiết kế, gói thầu này có 4 tuyến đường với chiều dài khoảng 600m và phần nút giao thông có ban kính 30m, có đèn tín hiệu giao thông khi hoàn thành sẽ kết nối với đường dẫn cầu Trần Hoàng Na để điều tiết giao thông trên quốc lộ 1 với các phương tiện qua lại cầu. Đến nay, gói thầu đang trong giai đoạn nước rút để thi công các hạng mục cuối. Đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện phần mặt đường và phần dòng xây để kịp hoàn thành nút giao IC1 này trong tháng 4 đưa vào sử dụng. Thì hiện tại đối với nút giao này thì nhà thầu đang tập trung hoàn thiện phần đá mặt đường để láng nhựa và phần dòng xây của nút giao IC1. Sau khi láng nhựa mặt đường rồi thì nhà thầu sẽ triển khai lắp luôn đèn tín hiệu và giá long môn và hoàn thiện biển báo của nút giao IC1.